L'oreille, il devient rouge. Mọi người thấy vậy, tôi khóa cái này, anh chặn cái bóng đây, thì mạch máu nó nổi lên. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta đẩy cái lên cái ven này lên. Même chose, de ce côté, quand les veines apparaissent, on fait des petites pressions. Và chúng ta thấy nó bớt này, bớt cái này. Alors, c'est des petites pressions, hein. C'est pas faire comme ça, hein. C'est pas appuyer comme ça, si vous appuyez comme ça, vous... le sang va pas monter. Là, c'est des petites pressions pour faire monter. Rồi, bây giờ tôi chạy cái đỉnh đầu và cái tay đây tôi chạy lên. Donc, on fait pomper. Le pompage. Rồi, tiếp tục đẩy cái này lên. Donc, un là, un ici. Rồi, sau đó, lại lấy cái cước đồn chủng, tôi sẽ lấy cái tay, tôi đẩy cái này. Alors, juste en dessous, là, de la mâchoire. On prend la main, on met ici, on met monter la pression. On travaille avec ça. Rồi, bây giờ bắt đầu tôi để tay lên cái tầm mặt cảnh. Tranquille. Rồi đây tôi bơm máu. Thì thay vì bên lành nó bơm 20 cái, thì bên bệnh nó bơm 30 cái. Alors, le côté sain 20 fois, le côté malade 30 fois. Rồi, chúng ta nhìn từ từ cái lỗ tai nhỏ đỏ lên. Si le sang monte bien, vers le, la partie de l'oreille, l'oreille va devenir rouge. Bây giờ bắt đầu chúng ta trực tiếp lấy cái này kích thích ở bên tai. Donc, on incite pareil, vous avez dans le lobe de l'oreille des petits capillaires. Il faut inciter le lobe de l'oreille, faire monter, faire bien circuler le sang. Sau khi làm cái bên tai xong, ta làm cái bên phía trong. Alors, une fois qu'on a fait du côté de l'oreille, c'est à l'intérieur maintenant qu'il faudrait appuyer. Voilà. Sau khi làm xong thấy cái lỗ tai nó đỏ hết rồi. Une fois qu'on a terminé, on voit bien que l'oreille devient rouge. Và ta lấy 5 cái ngón tay ta cào cái này để cho máu nó vô này. Donc, après, hop, on fait passer le sang vers l'oreille. Cette technique-là, c'est le sang qui est là, qui va passer à l'intérieur. Voilà. Mình thấy cái tai bắt đầu đỏ, nhưng mà khi nhớ là khi chữa cái tai này, cái tai ta phải cắt, chứ nó không được bấu vô là đứt thịt đứt da này. Alors attention, hein, les dames, coupez bien vos ongles, hein, parce que sinon l'ongle va être, comment vous allez blesser les gens avec l'ongle. Donc bien couper l'ongle avant de mettre le doigt à l'intérieur. Bây giờ tôi nắm cái bàn tay vậy, và cái ngón tay tôi tựa đây, tôi nắm, tôi kéo này. Donc là, il va tirer l'oreille, il met le pouce à l'intérieur et on prend le lobe, on va tirer dans ce sens-là. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy cái ngón trỏ của tôi đút vô đây. À, giờ tôi kéo ra. On sort. Tiếp đây. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Rồi, mình đút cái ngón cái này vô trong tay đó nè. Em mình này em. Voilà. Donc le mouvement c'est comme ça. Hein. Vous mettez le pouce à l'intérieur et vous tirez comme ça. Cái kích thích nhiều vậy, chặn cái tay đi, nghe lại đi con thử. Voilà. Donc là, on va faire un essai. Il nghe rõ. Bây giờ nghe rõ lắm rồi. Maintenant, il sent, il entend mieux. Quand t'as très bon. Voilà. Nó là một cái nữa. Còn nếu mà để cho nó kích thích cái phần của cái này mà nó tốt hơn ấy, thì chúng ta sẽ làm thêm một cái động tác nữa. Maintenant, il faut bien inciter. Đây, mọi người thấy anh bị là bao nhiêu năm? Dạ, hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Donc, il est malentendant depuis plus de 20 ans. Rồi, bây giờ, tôi sẽ lấy một cái tay, giữ cái... vô cái chỗ tay này. On cache, on prend la main, on cache l'oreille. Bây giờ tôi làm kích thích cái màng nhĩ. Rồi, tôi sẽ lấy cái tay tròn vậy đó, cái đây tôi cũng lột tròn lại nha, đây. Ở đây là tôi vỗ nhẹ rồi chỉ vậy thôi. Attention la main, il faut que ce soit creux, hein. Mettez pas la main comme ça sur l'oreille, creux, bien creux, pas comme ça, pas plate, la main creuse. On met un côté et puis on prend l'autre main creux aussi, pas plate. Bây giờ bắt đầu anh chặn tay lại, anh nghe là sao rồi? Bây giờ nghe mọi người nói sao rồi? Nghe được hết rồi. Maintenant il entend mieux. Tout. Il entend tout. D'après les trois coups de marteau, j'entends mieux. Bây giờ mọi người hướng dẫn bơm máu.